Xin chào mọi người, hôm nay mình được chị hàng xóm tặng cho mình những trái sầu riêng. Bên đây bắt đầu vô mùa sầu riêng địa phương, gọi là tên sầu riêng này là họ gọi là Kampong Durian. Đây là sầu riêng địa phương của nhà chị ấy trồng. Và chị ấy cho mình được 4 trái sầu riêng. Và đây là sầu riêng chín cây. Sầu riêng chín cây của nhà trồng và nó rụng. Các mọi người có thấy nó vàng ươm, rất là ngon và rất là thơm, thơm cả áo một nhà. Cái sầu riêng nhà trồng và chín cây nó rụng xuống và chị ấy hái cho mình từ chín cây và rất là vàng ươm, rất là ngon. Hôm nay mình sẽ ăn sầu riêng địa phương của Malaysia, xem nó có khác sầu riêng của Việt Nam mình không nhé. Không giống như những loại sầu riêng phổ biến khác, Kampong Durian ít được săn lùng hơn và rẻ tiền hơn. Nó thì thường được bán theo trái, 3 trái sầu riêng Kampong với giá khoảng 10 ringgit hoặc 1 trái với giá 10 ringgit. Khi đặt nó bên cạnh các loại sầu riêng phổ biến hơn và hương vị mạnh hơn thì Durian Kampong thực sự ở khía cạnh nhẹ hơn và có thể chấp nhận được vì nó ít hăng hơn và mùi hợp hơn cho tất cả mọi người ăn. Sầu riêng Kampong thì nó lại không có một hình dạng nhất định. Thật sự làm cho sầu riêng Kampong khác với các loại sầu riêng khác là mùi và vị của phần thịt bên trong của quả sầu riêng. Màu sắc của quả sầu riêng thì có thể thay đổi từ màu xanh lá đến màu nâu sẫm và màu nâu nhạt. Khi chín cây thì quả sầu riêng nó có màu nâu nhạt như thế này. Khi chọn mua sầu riêng thì một số người lại nhìn vào cái gai của sầu riêng. Tuy nhiên, gai không phải là phương pháp tốt để biết đây có phải là sầu riêng Kampong hay không. Hầu hết sầu riêng Kampong thường có kích thước nhỏ hơn và các hạt bên trong thì lại to hơn. Vậy thì sầu riêng Kampong nó có vị như thế nào? Sầu riêng Kampong có thể có vị ngọt, một số nó có vị nhẵn. Phần thịt thì nó có màu trắng sáng, giống như là kem. Và nó thường có vị đắng. Quả trên cây khi già thì nó sẽ trông nhăn nheo hơn các quả non. Và điều đặc biệt là các mảng tối mờ trên thịt của muối sầu riêng thì được đánh giá là đó là muối sầu riêng ngon. Mình thì rất thích ăn sầu riêng, nhưng mà ở thành phố của mình á, nó không có trồng được cái sầu riêng Musangking, sầu riêng mà vuông của các loại sầu riêng ở Malaysia. Thì thôi, họ phải nhập qua từ những cái bang khác mà nhập qua bên mình, cho nên là sầu riêng cũng sẽ mắc, giống như là mấy bạn mua ở Việt Nam vậy, cái giá cũng cao như vậy. Thì thành phố của mình nó sinh sống khác với những thành phố mà những cái bạn chị em người Việt sống ở những thành phố khác, nên họ sống thì có nguyên một vườn sầu riêng, những sầu riêng nổi tiếng của Malaysia, nhưng mà thành phố của mình thì chỉ có sầu riêng kêu bằng Kampong Durian, sầu riêng địa phương như thế này thôi. Giá nào không ít, nó rẻ. Hộp nó thì to, mang da nó không có vàng. Nhưng mà có nhiều người họ lại rất là thích ăn sầu riêng này. Đây, cho mọi người xem sầu riêng của Malay. Cái mèo của nó không phải là màu vàng như Việt Nam, mà nó lại là màu trắng. Màu trắng nghe. Miu.